Hôm nay mình sẽ giải đáp qua cho các bạn. Nếu mà các bạn sử dụng robot bụi mà các bạn dùng phụ kiện nhái, phụ kiện fake thì nó sẽ gây hại cho robot bụi như thế nào nhé. Thì thứ nhất, như mình đã giải đáp rồi ấy, là phụ kiện fake ấy, nó không thiết kế theo đúng chuẩn của hàng chính hãng thì nó sẽ giảm cái hiệu quả làm sạch đi. Tức là đây là một cái chổi cạnh, cái chổi cạnh và cái chổi chính này, thì cái đàn hồi và cái sức trà sát mà làm sạch nó sẽ không thể tốt được nữa. Hơn nữa là nó sẽ gây kêu. Và ngoài ra nữa thì như con này bây giờ đang bị hiện tượng là báo kẹt, thì nó sẽ làm cho bó cái động cơ ở phần bên trong. Và cái động cơ chổi cạnh cũng như thế nhé. Cái động cơ chổi cạnh bây giờ nó sẽ bị cứng rồi, nó sẽ không thể quay được. Còn đấy là về phần chổi nhé. Đây mình có thể chỉ cho các bạn thấy là cái chổi xịn ấy. Đây, kỹ thuật cho mình xem. Cái chổi xịn thì nó quay đúng cái tốc độ vòng quay và nó trơn. Đấy, còn nếu mà phân biệt thì rất là dễ thôi. Mình sẽ nhìn vào đây ấy, nó sẽ có mã số, nó in chữ. Nó in mã số vào đây. Còn cái chổi nhái thì nó sẽ không có. Đấy, không có một cái gì hết. Và nó rất là cứng. Ở bên trong này thì nó cứng đơ luôn. Và khi mà chạy thì máy nó sẽ kêu cạch 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 cạch. Mình sẽ xoắn thử xem cái độ phản hồi của nó. Đây. Nó sẽ rất là khác. Còn nếu mà hàng nhái thì nó sẽ không được đảm bảo được cái độ phản hồi đấy. Đây. Nó nhũn nhùn luôn. Nó chẳng trà sát được cái gì cả. Còn cái chổi cạnh này, cái chổi cạnh này thì đây, khách còn cố dùng toét hết cả đầu rồi. Cái chổi cạnh nhái này nó cứng đơ, nó không thể trà sát để nó lấy bụi vào. Còn một cái nghiêm trọng nữa mà mình muốn chỉ cho các bạn này, thì cái HEPA này nhé, HEPA nhái này, mình có thể phân biệt bằng cái chất liệu HEPA và cái màu này. Nó không những không giữ được bụi mịn mà nó còn cho cả bụi mịn đi thẳng ra ngoài đây, vào trong đây. Thì bây giờ nhé, nếu mà mình xoay sâu vào bên trong thì mình sẽ chỉ cho các bạn thấy này. Bụi mịn rồi các thể loại bụi nó sẽ bám hết sâu vào trong này, đây, vào trong cái cánh quạt này. Nó sẽ gây cho cái động cơ bị ham dỉ rồi cháy, cực kỳ nguy hiểm luôn đấy. Đấy, còn chưa nói đến vấn đề là nó có làm sạch hiệu quả hay không. Mà khi mình dùng con robot ấy, cái quan trọng nhất là làm sạch, thì mình dùng phụ kiện fake nó mất đi chắc ít nhất cũng phải tầm 70-80% cái chất lượng làm sạch đi rồi. Đây, rồi nó xả bụi vào bên trong các cái phần khe này. Đấy, nó sẽ làm cho hỏng máy. Còn bây giờ nhé, bây giờ chưa cần nói đến vấn đề là tiết kiệm được bao nhiêu, thì chị khách này đã bị hỏng pin này, đã phải thay pin rồi này. Rồi bây giờ lại hỏng cả cái cụm này nữa, phải thay cả cái cụm này nữa. Đấy, cái cụm này còn tốn tiền hơn, chưa kể là bánh nó bị nhiễm bụi vào, nó còn bị bó cứng này. Cái motor chổi cạnh này nó cũng bị cứng rồi, không quay được nữa, chịu không quay được, quá là nguy hại.